Hi, xin chào mọi người, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Chuyện Đời Thường của em. Lại là cái bản mặt móc cờ cờ của em nè mọi người, tóc sọc bạc đi trời. Rồi, thì lời nói đầu tiên thì gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tất cả cô chú anh chị cùng các bạn đang xem kênh của em. Thì kênh gần đây nó lâu quá em biết là mọi người nó mất tương tác, thì mong cô chú anh chị xem nhắm cho em cái like và nhấn cho em nút chia sẻ. Ai đăng ký rồi thì thôi mọi người, ai chưa đăng ký thì có thể đăng ký lại. Còn ai đăng ký rồi, quỷ đăng ký mà nó không báo, quỷ đăng ký đăng lại ký lại giùm em nha mọi người. Để cho kênh nó có tương tác hơn, để em có thêm một cái tiếng nói cũng như là để làm YouTube kiếm thêm thu nhập nha mọi người. Thì để em chia sẻ những thông tin. Thì vừa qua thì cô chú anh chị đang thấy rầm rầm rộ rộ hot trên trang những trang mạng xã hội, đó là một cái con hoa hậu lòi le, con hoa hậu le le. Thì nó đã chế cháo cái bài quốc ca, một cái bài mà gọi là quốc ca của một cái đất nước. Đó là đất nước của mình, đất nước Việt Nam đó cô chú anh chị. Thì con nhỏ này nó có một cái cách ăn nói rất là hàm hồ và mắc dạy chế cái lời quốc ca như vậy. Thì báo chí lên rất là rầm rộ cái vấn đề này nè mọi người. Thì nói về cái con hoa hậu mà le le, con hoa hậu mà lòi le này nè. Thì em nói cho cô chú anh chị luôn, thì bây giờ nó đang gọi là tình tứ hả, đính hôn với một cái thằng mà gọi là nghệ sĩ ưu tú mà được nhà nước phong tặng nha cô chú anh chị. Một nghệ sĩ nổi đình nổi đám ưu tú như vậy, là một người con nuôi của cố nghệ sĩ Diêu Linh đào tạo từ nhỏ đến lớn, mà bây giờ hai đứa này là một cặp gọi là bầy trùng, một cặp gọi là xứng đôi dừa lứa của chú anh chị. Ăn nói rất là mắc dạy, nhưng mà mình không thể nào mà chấp nhận được cái hành động mà chế cháo gọi quốc ca và có những cái phát ngôn bậy bạ như vậy trên mạng xã hội này đó. Thì mình nói về con hoa hậu le le này thì cô chú anh chị biết rồi. Cái con này á, bữa nay nghe nói là đi chùa, đi cháo rồi không mọi người, đi chùa lễ Phật đồ, ngày lễ Vu Lan rồi ha. Thì thật sự cái con này á thật sự cái con này nó đi chùa không ai chứng nó đâu cô chú anh chị. Phật bà không ai mà chứng nó, trợ Phật không ai mà chứng cho con này hết. Tại vì cái mồm nó rất là ác, mồm ác miệng. Và đặc biệt nó là một cái con người mà gọi là cha mẹ của mình mà mình không tôn trọng, mình không yêu quý cha mẹ của mình mà mình đem lên mạng xã hội mình mạt sát, thì chắc chắn là không trời Phật nào chứng hết. Thì vừa qua cô chú anh chị cũng nghe một người livestream nó đem bật quà Quan Âm bằng cẩm thạch nó quăng vô sọt rác luôn. Nó nói nó chỉ là mua kim cương thôi. Thì những cái loại này thì đi chùa nào mà chứa nó, mà chùa nào mà Phật bà là Phật trời nào mà chấp nhận nó cô chú anh chị, đúng không? Một cái người mà lên mạng nói bô lô ba la, một người danh nhân, tự cho mình là danh nhân, hoa hậu giàu có, khoe mẽ ra tất cả, và có chồng là nghệ sĩ ưu tú lòi le nữa đó. Nghệ sĩ ưu tú nè, hoa hậu ha, mà lên livestream mà ngồi xúc phạm về bài chế cháo, xúc phạm tới bài quốc ca của một cái đất nước của mình như vậy, thì thật sự lên không thể nào chấp nhận được cô chú anh chị. Cái con này á, mình nói cô chú anh chị nè, mình nè với anh em của mình là bánh mì đó cô chú anh chị, đã từng đi xuống tới quê của nó. Tại vì quê bánh mì ở Trà Vinh không biết mọi người, thì tình cờ thôi có một cái bà cô dòng họ của nó luôn nha cô chú anh chị, dòng họ nó luôn, gọi anh em tụi em ra và kể về cái tiểu sử của con nhỏ này. Nó đối xử với chòm xóm, với bà con học dòng họ nhà nó, và đặc biệt là đối xử với bà mẹ ruột của nó cực kỳ mất dạy thôi cô chú anh chị. Thậm chí nè, nó đi làm từ thiện đây đó để nó PA tên tuổi, PA thương hiệu của nó lên. Nhưng mà nó về quê nó làm từ thiện người, nó chỉ phát cho người dân. Nó ghé đó nó phát rồi nó leo xe nó về. Mẹ nó bệnh nằm trong bệnh viện, nó còn không ghé thăm cô chú anh chị. Em có ghi một cái đoạn clip cực kỳ dài về mà cái người mẹ, cái người bà cô của nó đó mọi người. Bà cô, bà con của nó đó, ngồi nói chuyện với tụi em trong quán cà phê đó mọi người, mấy tiếng đồng hồ luôn. Nhưng mà thời điểm đó tụi em không có đăng lên cô chú anh chị, tại mình nghe mà để mình biết về cái con này thôi. Tại vì lúc đó là nó đang bảo vệ cho Hồng Loan, cô chú anh chị hiểu không? Nhưng bây giờ nó quay qua nó chửi Hồng Loan là một đứa vô ơn. Nó quay qua nó ám hại bà Ni, nó theo. Và đặc biệt ở đây bất chế nữa là có một thằng anh hai đó mọi người, thằng anh hai mất dạy này nè. Nó đi theo nó ủng hộ con này mà nó quay về nó chửi em mình, thì cái thứ này là hết xài cô chú anh chị. Bây giờ nó lên cộng đồng mạng, bữa trước nó hát nó chế cháo về quốc ca, thì cộng đồng phẫn nộ, cư dân mạng phẫn nộ, báo chí đăng lên, thì nó lên nó đăng một status nó xin lỗi. Nó xin lỗi một cách rất là mắc dạy. Mọi người có thể chấp nhận bài xin lỗi đó hay không? Thì sau khi nó viết lên nó xin lỗi thì qua ngày sau tiếp tục dẫn nhau đi ăn chơi livestream lên, nói những lời lẽ thật là khó nghe. Xem thường luật pháp đến mức độ đó thì cô chú anh chị. Nó tự dỗ ngực xưng tên nó là một người yêu nước. Nó không bao giờ làm như vậy, và nó có cơ hội để đi định cư nước ngoài nó không đi.
Đúng không mọi người? Nó nói như vậy để làm gì? Mà nếu mày là một người yêu nước, không phải là mày đi định cư nước ngoài là mày không yêu nước. Mày định cư nước ngoài thì để mình làm mưu cầu cuộc sống của mày. Nhưng mà mày đi đâu cũng vậy, mày phải nhớ là quê hương đất tổ của mày, nơi sản sinh ra mày, đúng không cô chú anh chị? Cái nguồn gốc của mình ở đâu? Đúng chưa mọi người? Chứ không phải là mình ở đây là mình yêu nước, mà mình đi nước ngoài là mình không yêu nước. Không lẽ những người đi nước ngoài người ta không yêu nước, đúng không? Đụng tới Việt Nam đi, người ta ở bất cứ nơi nào trên thế giới, đó là mưu cầu cuộc sống của mọi người, đúng chưa mọi người? Người ta ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng vậy, khi mà da đụng chạm tới nước của người ta, cũng như đụng chạm tới nước Việt Nam đi, người ta lên tiếng không cô chú anh chị? Mọi người thấy rất là nhiều những cái hình ảnh mà đồng bào của chúng ta đi định cư ở nước ngoài, nhưng mà một khi Việt Nam có chuyện gì đi, người ta cũng lên tiếng, người ta ủng hộ. Tại sao những cái nước đó lại có một cái gọi là những cộng đồng người Việt ở bên đó, đúng chưa? Cộng đồng người Việt là người ta có những người Việt gom lại một cái cộng đồng, người ta đã bảo vệ cho đất nước người ta, người ta đi làm ăn, người ta đi sinh sống một cái nơi khác, xứ sở khác, nhưng tâm hồn người ta, lòng yêu nước người ta vẫn còn đó. Chứ người ta không phải như cái lỗi mắc dạy. Thậm chí mình nói mình ở đây, mình ở đất nước Việt Nam, nơi sản sinh ra cha mẹ dòng họ tổ tông của mình, nhưng mà mình lên mình chế nhiễu những cái bài quốc ca là một cái bài thiêng liêng của đất nước, thì mình không thể nào mình gọi là một người yêu nước như vậy. Thậm chí một cái con người mà đem mẹ mình lên bêu xấu trên mạng xã hội, thì hỏi cô chú anh chị, yêu nước rồi, yêu nước dữ chưa? Đúng chưa? Yêu nước dữ chưa mọi người? Lên thì chủ yếu là để live stream bán hàng BA, ép khán giả phải mua đồ của mình. Đó, một chai, chỉ còn một hai vài chai nữa, sale sập sàn mọi người ơi. Đâu phải vậy cô chú anh chị. Để đi làm từ thiện, làm gì? BA cho chính bản thân của mình, BA cho tên tuổi của mình, tạo scandal cho mình. Nhưng mẹ mình là người sinh ra mình mà không tôn trọng, mà đi chùa làm cái gì? Đi chùa làm gì? Tưởng mặt bà Quan Âm đem dục như sọt rác. Thì đi chùa để được gì mọi người? Phải BA không? Phải BA tên tuổi không? Đi làm thiện thiện để làm gì? Đâu ai kêu làm từ thiện, đúng chưa mọi người? Làm từ thiện phô trương phê mẹ để làm gì? BA tên tuổi chứ chẳng con mẹ gì cô chú anh chị. Từ thiện gì? Mẹ mình không lo được mà từ thiện cho ai? Mẹ mình chửi như một con thú thì mình lo cho ai? Mình đem lên mạng xã hội mình biêu xấu. Mẹ mình, cha mình cho dù điên dù khùng cũng là cha mẹ mình. Mình cứ nghĩ một điều, không có cha không có mẹ thì tại sao có mình được? Mình đâu phải từ đất nẻ chung lên, đúng không cô chú anh chị? Đó, thì cái con hoa hậu này bây giờ mình cũng cần. Đó, bên sở bún tê nó cũng có cái biện pháp để xử lý những cái hành vi, những cái hành động mà chế cháo bài quốc ca như vậy. Nghe rất là phản cảm thưa cô chú anh chị. Nó lan tỏa bây giờ từ kênh YouTube lớn nhỏ hơn, từ truyền thông, đài truyền hình Hà Nội cũng đã lên, đặt hình như đài Thanh Hóa là gì đó mọi người, đã lên những cái bài này rồi. Nó thì không thể nào mà chấp nhận được, nó sẽ lan tỏa từ trong nước ra ngoài nước. Bây giờ rất là nhiều khán giả nhắc đó, mọi người cứ gõ vô Phương Lê một cái là bao nhiêu, Hoa hậu le le là bao nhiêu cái bài nó băng lên. Những trang báo chính thống, từ báo nhỏ tới báo lớn, từ báo lá xanh tới báo lá cải, báo đầy đủ, báo chính thống gì lè lè hết, nói tới con lè lè là ai cũng biết. Một cái con người mà mang danh hoa hậu, một danh nhân, mà lên livestream cười hô hố ha há và có những cái trò diễu cợt bài quốc ca như vậy, ai chấp nhận được mọi người? Mọi người chấp nhận được không? Cái lỗi này là không thể nào tha thứ được cô chú anh chị. Bây giờ mình nói luôn tới thằng chồng của nó là một thằng nghệ sĩ ưu tú nè, và mình mong cô chú anh chị phải tẩy chay luôn cái thằng này đó. Mong nhà nước phải xem xét là cái hành vi của một nghệ sĩ ưu tú này có đúng hay không. Trong cái ngồi là kế bên để mà để cho cái con nhỏ này là mang danh là vợ của mình nói là những lời như vậy, ngồi lột đồ ăn, đút đồ ăn, đồ hí hai. Ủa, một người nghệ sĩ ưu tú mà làm những hành, mình là người công chúng mà mình đi làm những cái trò lố lăng vậy chứ cô chú anh chị. Mà trong khi đó em mình không bảo vệ, mình đi ở với một cái con gọi là cha mẹ nó còn chửi, cha mẹ nó còn chửi được thì mày là cái huống gì? Cái thằng nghệ sĩ ưu tú, đúng chưa mọi người? Mẹ nó còn chửi được thì mày không là thái gì đâu. Bây giờ mày có tiền, mày có danh, có phận đó, thì mày được nó cưng chiều, được nó lẳng lơ với mày một thời gian, thì sau này đi mày bị tẩy chay đi, rồi mày suy sụp đi, rồi nó đạp mày, nó chửi mày cũng như con thú thôi. Mày nhìn đi, em mày nè, cha mày đã từng nuôi dạy mày, mày mới có ngày hôm nay nè, nhưng mà mày không hiểu được cái vấn đề đó. Mày không hiểu được, mày đi quay lại, mày đi đấm em mày, đấm vỡ alo em mày, mày làm gì đây, làm gì? Mình là con người, mình
bây giờ em mình nó có sai, mình cũng phải là đóng cửa dạy em mình, chứ đâu phải là dở những cái hành động như vậy, đúng không mọi người? Dù sao mình cũng phải nghĩ cha mình, cha mình còn nằm ở đó kìa. Đó, cha mình là một người mà nổi tiếng nè, cha mình dành dụm mấy chục năm công sức để cống hiến nghệ thuật cho đời, cho xã hội, danh tiếng của cha mình lừng lẫy như vậy, mà mình là cái thằng đi hủy hoại danh tiếng của cha mình, làm những hành động đó là hủy hoại chứ còn gì nữa, đúng không mọi người? Nhắc tới cô nghệ sĩ Vũ Linh thì ai mà không biết cái thằng Vũ Le Le này, thằng Vũ Thái Giám này, đúng không mọi người? Mà từ đâu mà có thằng này ngày hôm nay? Phải từ ông chú Vũ Linh không cô chú chị? Ổng một tay ổng nuôi dạy, ổng đào tạo lên. Bây giờ có ăn, có để, có tiền giàu sang, được người nổi tiếng lên, được thành danh nghệ sĩ ưu tú này nọ. Nhưng mà bây giờ ở với một cái con ngựa là hoa hậu mà gọi là mất dạy này, đi chửi là em mình, mà em mình lại cũng con của ba mình, con của cố nghệ sĩ Linh, đó là Hồng Loan. Và đặc biệt là đi có những cái âm mưu lời lẽ xúc phạm người lớn tuổi là má Tư, cũng là từng cũng là đào tạo mình, yêu thương mình, đùm bọc mình. Và đặc biệt những cái người mà liên quan đến bảo vệ cho Hồng Loan như Hồng Ni hay tất cả những người bảo vệ là bị cái đám này nó chửi hết. Nó câu kết với những cái con người xăm trổ rồi con tiền nổ gì đó, con như vậy ở Malaysia rồi đó. Với những cái kênh mà Lu Sa Bu đó, chửi Hồng Loan, mạ lị Hồng Loan, xúc phạm Hồng Ni, xúc phạm má Tư. Đặc biệt cấu kết với một cái thằng thám tử Bá Dơ, thằng thám tử cao đó mọi người. Đó, lên nói rất là nhiều về câu chuyện để đả phá cho Hồng Loan, nói Hồng Loan là vô ơn. Mà trong khi đó lúc đầu là những người này là bảo vệ cho Hồng Loan nha mọi người. Đó, bảo vệ Hồng Loan, bây giờ quay lại, tại vì thấy Hồng Loan như vậy nó quay lại, xé để làm gì? Để hại Hồng Loan, mưu đồ tụi bay mà ai mà không biết, hãm hại những người bảo vệ Hồng Loan. Mà hãm hại được sao được mọi người? Người ta nói là trời hại mới chết chứ người hại không gì chết, cho cô chú anh chị đó. Thì ngày hôm nay bức xúc chia sẻ với cô chú anh chị đôi lời như vậy thôi, để cô chú anh chị nắm rõ những thông tin. Và hẹn cô chú cho anh chị vào video sau của em mọi người. Ai chưa like bấm like, ai chưa đăng ký kênh bấm đăng ký kênh, và nhớ nhấn nút chia sẻ giúp em cô chú anh chị. Rồi một lần nữa cho em chào và hẹn gặp lại. Cô bấm lạp xưởng, lạp xưởng tươi nha cô chú chị, lạp xưởng tươi nạc không bao cô chú chị ăn cực kỳ ngon nha, 250.000 một ký, 250.000 một ký. Số điện thoại em để trên tấm màn hình, cô chú chị cần sử dụng liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0906816074. Lạp xưởng tươi bao ngon thưa cô chú chị, mọi người sử dụng là mọi người sẽ có phản hồi ngay và luôn cho em đó. Thì 250.000 em bao ship toàn quốc cho cô chú chị nha, một ký cũng giao, 2 ký cũng giao, 10 ký cũng giao cô chú chị. Rồi thì đây là lạp xưởng tươi 250.000 một ký.